Từ sáng giờ chơi quá trời nhiều hoạt động luôn. Giờ hả, chờ, chuẩn bị setup để chơi làm thêm trò chơi nữa mới được về liều nghỉ ngơi cả nhà. 2 giờ chiều à. Đi làm chương trình này thật sự mình mới thấy được mấy anh chị làm chương trình này để cho mình ngồi mình coi giải trí cả nhà. Cực dữ lắm. Cảm ơn em. Nó nhiều cây nhưng mà nó bánh thầm. Ừ. Không có gió, nó bị đứng gió. Từng bạn hết trơn. Đi quay một cái chương trình. Ngồi nhà nằm mở máy lạnh lên mình coi. Mở quạt lên mình ngồi coi chương trình khỏe ha. Bởi vậy có đi rồi mới thấy sự cực khổ của ekip. Trời, rinh đồ, rinh đạc, bấm máy đồ đủ thứ hết trơn, nắng nôi. Này phải có đam mê mới làm được em. Này mà không đam mê mà chơi cực làm được lắm nổi à. Wow. Này là gia đình Ngọc nè, rồi đến từ Mỹ nè, rồi gia đình này đến từ Tây Ban Nha, rồi gia đình anh kia tới từ Ukraine. Ok. Ba gia đình. Rồi xong chưa? Xong rồi. Gà nó chơi với mấy chú mấy cô kìa. It's the family. Bravo. Family camp. Nè, chuẩn bị chơi cái trò chơi có được thưởng nè, chơi chọn được 3 món rồi đó. Chơi nói chung là lớn, là chị lớn nhất ở trong cái đây. Nên là hả. Chơi năng động, còn mấy em mà hơi nhỏ, 2 tuổi mấy chưa tới 3 tuổi nữa. Camera nè cả nhà. Anh Nhật thì ngồi trong đó. Ăn uống nghỉ ngơi. Có cà phê nha. Ở nhà con Nhật nè, nè đi vui. Superb. À, rồi bắn cung rồi, chỉ đã bắn cung rồi, với hồi hộp lắm. MCV này là sản xuất chương trình rất là nhiều cả nhà. Từ bạn muốn hẹn hò, rồi tới mẹ chồng nàng dâu, anh này đạo diễn nè. Anh đạo diễn đó, anh cứ hồi bữa là Ngọc dẫn chay đi quay là anh cứ Ngọc ơi, anh mời em quay chương trình gói thư ký thăm nhà nha. Nó nhá, nó dạ thôi em muốn quay chương trình đó đâu. Mà bữa hồi nãy giờ cũng cứ trù quến quay chương trình rồi gõ cửa thăm nhà hoài đây nè. Bữa mẹ chồng nàng dâu đó. Nói chung là Ngọc Ngọc gắn bó với MCV dữ lắm. MCV dễ thương. Rồi team kia ra chưa? Rồi team kia ra rồi kìa. Ok. Đầy đủ. Có đầy đủ giặt băng dân võ bá quan rồi. Daddy, daddy, let me tell you what to do, daddy. Come here. Daddy, daddy. Rồi vừa quay xong một phân khúc, bây giờ là chay được ngồi relax thoải mái. Trời ơi mấy cô chú đem quá trời đồ luôn. Nào là tô tượng nè. Ủa này hình như có cho nặng đất sét nữa phải không? Hai chị đi. Mẹ con xong rồi. Ủa gì tô gì lẻ chứ hả? Mẹ thích cái này, nó cái này màu trắng. À, ai đi chay chay để mẹ xức cái này cho con đừng có bị mũi cắn này chay nè. Ở đây mũi dữ lắm con. Đây mẹ, thôi con tự xức đi. Hả? Tự xức đi con. Đúng rồi, mình lớn rồi mà. Xức tay nè, xức chân nè. Xức tay, hai cánh tay. Đúng rồi, nữa chứ không là nó. Trời xức mặt chứ không được. Xức dưới cổ sợ xuống thôi. Rồi bắt đầu đi dưới bằng chân nè. Trời ơi, chân đang dắt tổ ong mà. Nếu trong ông của chương trình tặng á. Chứa nữa. Chứ không là mắt ông tối nay bắt đầu mắt ngứa nữa là mày mệt á. Thì phải mệt. Trời mày phải mệt hả? Trời ơi nói tôi phải mệt nó mới chịu được chứ mà tôi không mệt nó chịu không được. Ở đây là một cái chỗ cách nhà Ngọc ở chừng khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ lái xe cả nhà. À lên đây này ở. Nghe nói vòng vòng ở đây một cái liều ở đây là phải để Ngọc nói giá cho cả nhà mình cũng muốn đi nha. Cái này là còn này Ngọc đi là do ekip. Cái giá của cái liều này từ 2 triệu cho tới 2 triệu mấy cho một cái liều không á. Rồi không biết có bao ăn uống rồi xong thôi. Trên. Tô tượng gì lạ lùng trời. Cái này con không làm con nào. Cái đó nặng đất sét không biết có làm được không. Đất sét này. Dạ. Đất sét này như chắc được hay sao. Cái này là của. Em hỏi mấy bạn coi đất sét này có làm được không. Hỏi mấy bạn ở đây á. Nước thế khô hết trơn mà phải bỏ nước vô trời. Cái này chắc còn hình như của cái này không phải của chương trình đâu, cái này của của đây nè. À. Chơi lại chú cài lại cài nữa rồi chơi rồi. Chạy đeo riết nó mệt luôn. Bởi vì con thấy cái
Con thấy cái wireless của mẹ ok không? Thì được nhưng mà nó bị khô rồi, phải nhờ sẽ bày. Ừ, giờ phải làm sao để chơi? À, cái này ấy được nè, không ngờ nặng nặng. Rồi cái này chơi sao vậy chị? Nó đang lúc nào không đeo mít rô hết trơn. Chặt không? Ok chưa? Ủa, chưa chú chưa gắn xong con. Ok chưa? Rồi, chưa. Đang để chú gắn vô cái đó. Chị đi. Gotta wear it, baby. Đeo cho em đeo đi, chỉ đi, chỉ với chị chơi đi. Ba gia đình cũng 9 người. Ai kiếp rồi này kia nọ cũng vòng vòng 30 người có. À kìa đúng rồi kìa. Ù mềm rồi kìa. À đã ta đừng có bôi vô áo nha. Okay. You can, it's just like the Play-Doh, JD. We're just making Play-Doh. Ơi cha có đi vịt ngồi kìa. Tối hôm nay thì hồi sáng này thì Ngọc đã nấu một cái bữa ăn để cho hai gia đình kia, thì tối hôm nay hai gia đình sẽ nấu ăn lại. Rồi Ngọc thì Ngọc phụ nướng barbecue. Wow. Barbecue. Đoàn có chuẩn bị một con gà, bánh mì, thịt bò. Vậy đây đó, sò. Nấm, cơm lam, wow, trái cây, mashed potato. Không nha, Đoàn đẩy đồ ăn ok lắm nha. Đi là không có sợ đói. Món này hình như là sâu vậy, làm sao chứ không phải cơm lam nữa. Cái gì ạ? À? Chỉ được đi hả? Anh chị em đi chơi không sao. Nó hỏi cái chỗ này mà mình chỉ cái chỗ mình gần cái nhà 6 nó gần hơn, dễ đi chơi hơn. Người ta ở đây người ta có cái không gian để người ta quay phim. Không, ý là nó hỏi để cho nó mấy đứa nó đi chơi, tự đi chơi. À. Is there a store close by or are we pretty close enough? What you want to get out of here? Con làm được gì? Đưa mày coi con làm trái tim hả? A heart ashtray. Wow. Trời ơi, nhìn chơi bất cứ à. Rồi, xong luôn. Trời ơi. Your hands are still left. Save it. Save it. No, more, way more. Không được, lụm được đâu. Dễ gì. Lụm đi. Tính này chay khôn. Rồi, cảm ơn em này xịt mũi nha. Trời, muốn hết luôn á. Đây, chay xịt chưa? Chị xịt cho cái chay chứ chị. Chị để chị xịt cái này nha chị, tại chai kia nó hơi nóng. Ok. Thấy chưa, đưa tay đây mày xịt mũi rồi. Mẹ chân thôi mẹ, chân. Chưng. No, that's hot for the baby. That's... Đây là đây là ekip làm truyền thông đây hả? giờ ba mẹ nướng barbecue. Chơi về liều chơi với mấy cô. Alisa ở đây. Chỉ có chơi Leo với lại thôi mà Leo đâu rồi? Cái này là món canh của Ukraine nè cả nhà. Là món tortillas. Cái gì có trứng với lại ấy của mấy bạn bên gì đó. Mẹ chung liếm này. Liếm đi con, thích thiện liếm đi. Không ăn phong phú ghê ông Ngọc với chồng Ngọc nướng thịt cũng chín như bộ dẫn đâu. Cơm nè, xà lách nè. Này cái này Ngọc nướng luôn nè, hào với vẹm. Này là chắc trời ơi, cái này chắc món của tôi quá đúng rồi. Trời ơi cái món này. Mẹ con cần miếng. Biết ra thịt kho quẹt không? Cái gì ạ? Ice. Kho quẹt. Yeah. Mẹ. Kho quẹt chấm rau luộc đó. Mẹ ơi, mẹ chưa à. Nước. À, rồi cái nước kìa. Mẹ cái nước của ai? À, nước của ai hả? Yeah. Rồi con lại con xin cái mấy cô, đó là mấy cô cho con liền. What do you want to drink, mommy? Just water, daddy. Are you sure you don't want Sprite? Cá hồi, cọc nướng nè. Gà nè. Muốn order sauce. Cái tủ lạnh đó.
Yeah. Okay. Me and my husband, we did the chicken, the salmon, and the beef over there, and the grilled seafood. Oh, you did it? Yeah, we did it right here. What are you drinking? Sparkling water. Sparkling water. Okay. Jadie, come here, baby. Come here. Trời, lại quay chút xíu là bắt đầu mưa, mưa tơi tả luôn cả nhà ơi. Rồi phải dọn cái bàn đi vô bên trong mà dọn vô cũng không có quay được chị. Và cũng có cái là cả ngày cũng quay được nhiều rồi. Đó, xong hết trơn rồi đó. Roster. Rồi bây giờ cả gia đình mình về lại gì trời, về lại lều, mưa thì cũng đã tạnh rồi. Cái này con thắng nè mẹ, con thắng được 44 cái ô. Thôi sao bên đây nói tiếng Việt gành dữ trời, 44 luôn hả? Hay vậy ta, hay á. Rồi bây giờ nè, test lại coi biết màu này màu gì không nè. Màu này màu gì? Màu nâu. Màu nâu, wow. Màu này màu gì? Màu tím. Màu gì? Màu xanh lá cây. Rồi. Màu gì? Màu vàng. Hả? Tại sao này nó ư vậy mẹ? Hay quá đó. Màu gì? Màu cam. Này giống như cam là cái cam mình ăn đó mẹ. Màu này màu gì luôn? Cam sáng, màu da, màu da. Màu này màu da hả? Da ai? Da ai màu này? Da mẹ. Ý là cái da tôi màu này. Màu này màu gì? Màu đỏ hồng. Trời ơi, này cho biết qua màu này chơi màu đỏ hồng nữa. Ghê chưa? Màu này màu gì? Hồi nãy mẹ mới dạy á. Từ nào giờ chưa biết màu này? Trắng đen. Màu trắng đen. Màu này tiếng Anh là màu gì? Gray. Ừ, tiếng Việt là màu xám. Đúng rồi, con nói lại coi. Xám. Đó. À, màu này mới là màu da nè. Yeah. À, mẹ cái đó màu da sáng hơn. À, màu da sáng hơn. Rồi còn màu này màu gì? Màu da nữa, mẹ thấy cái này y chang giống như nè. Sao? Giống như người ta. Đi ra ngoài không có sức chung nhắn đó mẹ. Y chang, cái này y chang cái da mà người ta đi ra ngoài không sức chung. À, rồi, giống cái da mà đi tắm biển mà bị bên đó. Ý nó nói cái màu này giống cái màu da mà bị phỏng. đi ra ngoài mà không sức chung nắng là cái da nó bị bỏng á cả nhà. Trời đất mà ơi. Mình phải mua cái không có cái kem. Mình sao phải mua gì? Ủa, nó ra rồi mẹ. Phải mua gì con nói lại coi. Kem chống nắng. Mua kem chống nắng nào giờ? Henna ba. Hay quá. Trời, mốt hai phái đi. Trời ơi, bố có nó phụ thu quảng cáo là thôi chứ còn nói gì nữa trời. À, nó nói đi mua kem chống nắng ha ra đi. Cái da mình đừng có phỏng. Không phải mẹ nói kỳ rồi nè mẹ. Hana Aza. Hana Aza chứ không phải Hana Aza hả? Dạ. Mẹ nói Aza. À, Hana Aza. Mẹ cũng ráng đọc đây, mẹ ráng nhớ coi. Tức mẹ hở cái mẹ Hana Aza, Aza, Aza. Nghe kỳ hả con ha? Nghe kỳ ha? Cái nào hay hơn? Mà cái công dụng của cái kem chống nắng của Hana Aza nó còn có một cái công dụng gì mà nó đẹp cho da nữa ta? Công dụng gì nữa? Khi mà rửa mặt đó mẹ. À, nó kháng nước được luôn. Khi mà mình rửa mặt á thì nó kháng nước được luôn, nó không có làm trôi cái chống nắng mình đúng không? Ừ. Rồi nó làm gì cái này gì nữa? Rồi hồi chiều này mẹ sức lên cái tay này với cái tay này thì sao? Con không bị chống nắng. Nó nâng tông. Nó nâng tông. Trời ơi, bạn đồng hành lại chim. Đây. Hay mai bạn đồng hành lấy chim. Mẹ, mẹ có biết người này là người gì không? Người gì vậy? Làm người gì vậy?
Mẹ có cái người nào mà tên Thu đó mẹ? Thu hả? Không biết chịu Thu. Thu, rồi thế nè. Ở đây có hai màu xanh, mẹ con phân biệt cái màu này như thế nào? À, con chọn dương. Màu xanh này gọi là xanh gì? Xanh này gọi là xanh gì nè? Xanh dương. Nhưng mà tại sao hai màu có một màu nó? Nhưng mà xanh dương này thì nó làm sao? Mày xanh dương này nè. Nó trắng hơn cái kia mình. Nó trắng hơn. Cái này nó trắng hơn cái này là đen hơn. À vậy là con biết con gọi sao không? Zuma đi. Con gọi cái màu xanh này nè là màu Zuma xanh đi. Xanh đậm. Zuma đi mà. Còn màu xanh này gọi là màu xanh nhạt. Nhạt là cái gì? Nhạt là nó lạc hơn đó, nó sáng hơn là nó nhạt hơn đó. Còn màu này xanh đậm, thấy chưa? Và tiếng Việt của mình nó phong phú đó. Trời ơi, còn tới xanh này xanh gì nữa. Đây nè, ba xanh luôn nè, thấy không? Rồi mình biết phân biệt sao xanh sao. Ơi, xin mẹ ơi. Ừ, xanh này giờ không biết gọi xanh gì luôn nè, ông bà cô chú nè. Nè, xanh. À, có cái màu này. Màu này chanh chay nghĩ sao? Ồ. It's like a oh mom, I have a hatchable that looks that has that color. À, con có cái đó giống như thế nè. Con có cái hatchable giống cái đó nè hả? Yeah, hatchable. À là à phải cái màu đó chay làm là cái màu đó mà là cái màu da mà không có sức chống nắng á. Màu da có đó mà gọi là bị mẹ xấu quá mẹ. Màu da đó bị xấu hả? Dạ. Yeah. Bởi vì mình phải xài chống nắng phải không? Dạ, con bỏ vô đây để nó trắng hơn. À, con mix màu lại nhau hả? Dạ. Cái khi mà mình bị cháy nắng là con biết gọi là thịt bị gì không? Da bị bỏng. Con nói đi, bỏng da. Bỏng da là cái gì? Là cái da mình ra nắng gì mà nó cháy cái da mình luôn á. Gì vậy? À, con đọc con dùng cháy da cũng được, cho nó dễ. Da. Da. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mà con nghĩ tối nay con sẽ ngủ trong cái lều này ngon không? Không. Sao vậy? Vậy không phải nhà của mình ngon hơn. À, nhà mình cũng ngon hơn hả? Ừ. Uống nhiều qua này tay mới ngủ ngon thôi. À, uống nhiều qua này tay mới ngủ ngon hả? Trời ơi, nãy ai bắt quảng cáo vậy? Hả, hôm nay quảng cáo nhập hay gì? Trời ơi. Mẹ. Cái gì? Cái gì mà mẹ cười dại? Trời, mày thấy con quảng cáo hay quá. Mẹ nói con không có quảng cáo mà. Ừ. Mẹ nói con không có quảng cáo. Ủa, quảng cáo là gì vậy? Like ads. Like ads. Advertise. Hay ta. Thì đúng rồi, mình bán hàng. Mẹ không làm hư nha mẹ. Mình bán hàng, mình phải giới thiệu. Con làm cực khổ. Con làm cực khổ quá, mày đừng làm hư à. Mình phải giới thiệu, mình phải quảng cáo cho ông bà cô chú biết không, mình bán hàng chứ. Chứ còn mình bán hàng mà mình im re thì sao ông bà cô chú biết được mua. Đúng không? Trời ơi, mẹ đừng có làm hư như con làm cực khổ. Made it a good job. Rồi, nó biết cho con bà cô chú bữa nay là lâu quá không có quay chay nhiều dữ vậy. Oh, you made the little bear? Dạ, ông bà cô chú mà nghe tiếng Việt của cho em, bà cô chú phải gọi hết hồn. This name is tiếng Việt này là chắc về Mỹ không biết đi học lớp 1 có quên không, không biết đây nè. Con nghĩ là con về Mỹ là con nói tiếng Mỹ nhiều quá, con có quên tiếng Việt không? Dạ không. Ừ. No, not yet. À, tiếng Việt của con là bây giờ là mày thấy là đỉnh của đỉnh rồi đó. Có biết đỉnh của đỉnh là gì không? Dạ. Trời ơi, biết đỉnh của đỉnh luôn hả? Đỉnh của đỉnh là gì? Hay quá bù ơi. Đỉnh của đỉnh là hay quá bù ơi. Trời ơi. Trời ơi, sao hay quá, đúng luôn rồi vậy. Đỉnh của đỉnh luôn á. Quá trời quá. Bồ là cái gì vậy? Bồ là bạn á. Bồ là bạn. Hay quá bồ ơi, là hay lắm bạn ơi. Ừ. Nhưng mà mình dùng cái từ bồ cho nó nghe cho nó lạ. Hay lắm bạn ơi, nó hơi. Thấy bạn ơi, nó hơi không hợp dần phải không? Còn hay lắm bồ ơi là nó hợp dần hơn đúng chưa? Dạ không. Ủa chứ cái nào sao? Cái này hay lắm. Mẹ ơi. À cái này hay lắm mẹ ơi à. Nhưng mà nó khi mà mình nói hay lắm bồ ơi là mình nói với cái kiểu nó vui vẻ hơn, thấy không? Nó funny hơn. Còn hay lắm bạn ơi thì nó cũng bình thường thôi đúng chưa? Yeah. Quá à, mẹ thấy trời này trời này tiếng gì quá trời. Chiêu quá trời mẹ ơi. Hả không chưa hả? Mẹ ơi, mẹ phải coi con cái đã rồi mẹ tắt. À rồi giờ con bây giờ mẹ quay cho ông bà cô chú nghe con nói nè. Lâu dữ lắm ông bà cô chú mới nghe con nói vậy đó. Yeah.
con mới có cái hứng con nói dữ vậy thôi chứ bình thường con đâu có nói dữ vậy đâu. Hay lắm. Mẹ thấy con hay dữ chưa? Do dữ luôn. Mẹ ơi con làm bu hai em bé, một em bé rồi một trai ở trong bụng mẹ, cái này là ba nè, rồi cái này là con em bé trong con nè mẹ, rồi cái con làm mẹ với em bé trong bụng mẹ thôi. À vậy là mình làm cả gia đình hả? Yeah. Mình gia đình mình là gia đình bu hả? Bu rồi giờ này là ba nè. Mẹ tại sao mẹ cười vậy mẹ? Rồi con tính làm mẹ màu gì? Màu này nè. Màu nào mẹ thích nhất? Màu nào mẹ thích nhất? Màu nào nó hợp với mẹ? Đúng rồi. Mẹ mà mình phải làm màu này mới hợp. Sao vậy? The pool supposed to be brown. À. Cause it's a pool. Brown là màu tên tiếng Việt là màu gì? Mẹ không làm con nói hoài vậy mẹ. Ủa? Hồi nãy con mẹ mới dạy con cái màu đó màu gì? Con mệt quá rồi. Ủa chứ con bắt kêu mẹ quay phim. Quay phim mà không lẽ giờ ngồi không không nói? Không mẹ con đang nói mẹ. Vậy mà con nói mẹ bắt mẹ, con nói hoài. Mẹ bắt con nói hoài tại mẹ không có muốn nói mẹ nói mẹ. Cái gì mà mẹ nói con không muốn nói. Ba rồi con làm bé trong bụng mẹ nè mẹ. À làm bé trong bụng mẹ hả? Ủa? Mắt cho nó nhỏ. Mắt cho nó nhỏ thôi hả? Rồi con mời nó nhỏ. Nhưng mà cái màu brown nè, màu brown tiếng Việt là màu gì? Nhớ lại. Lẹ lên, cố lên. Mẹ cái màu trắng hơn nè mẹ, ba đen tươi luôn. Ba đen quá. Ba đen thui luôn hả? Màu nâu. Biết rồi. Biết rồi. Biết rồi. Hồi nãy lúc mà cái giờ ăn á, cái con nói cái gì quên rồi ta? Con nói cái chữ gì mà quên ta cái giờ? Mệt quá rồi. Mệt. Không, con đói bụng. Con đói bụng quá rồi. Nãy con nói vậy hả? Mà nãy ăn no không? Dạ không. Nữa. Ừ. Nói cái gì đó dạ không quá ta? Đi lấy sữa uống kìa, sữa với chuối ăn kìa. Con không đói bụng. Thì sao hỏi nãy ăn no không? Nói gì nó dạ không? Mày hỏi con ăn no không? À, dạ rồi. Dạ no. Dạ rồi. Dạ rồi là đúng rồi. Quá trời quá đất nó rồi. JD likes to play with her words. Yeah. Quá rồi. Đi nhớ hai nè không? Mẹ cái này em bé trong bụng mẹ. Ở đâu rồi mẹ coi rồi đi trong bụng. Một mắt thì mẹ để con không. Hai mắt cái vô duyên vậy cái cười. Bắt cười quá. Rồi cho ông bà cô chú coi coi. Mẹ cần. Mẹ coi cô tới giờ con làm mẹ. Rồi giờ tới giờ làm mẹ là phải làm sao cho đẹp nha. Em bé. Mẹ. Con. Ừ. Mẹ phải lớn hơn ba. Sao kỳ vậy? Trẻ đi. Tại con mắt mẹ sẽ lớn hơn ba. Sao vậy? Tại đầu mẹ bự hơn. Cầm lao. Đầu mẹ bự quá. Đầu mẹ bự để mày suy nghĩ được nhiều hơn. Không được. Bây giờ để mày nằm cái đau lưng quá. Rồi tối nay con ngủ với ba, ngủ với mẹ. Ngủ với mẹ thôi. Ai cũng phải ôm tay mẹ. Ai cũng ngủ với ba. Ngủ với ba phải không? Ai cũng phải ba ôm con chặt hơn. Ừ. Mẹ ôm con chút xíu chặt cả mẹ. Ừ. Để cái chút mắt này bự hơn ba cho mẹ. Ừ. I mean, poo family. Ờ, nằm đây tối có thấy trăng không ta? Trăng là cái gì? Ờ, không biết từ đó ha, mặt trăng. À. Mặt trăng là gì? Sun. Không phải. Sun là mặt trời. Oh, moon. Đúng rồi. Mặt trăng là moon. Còn sun là gì? Sun là gì? It's the sun. Sun tiếng Việt là gì á? Tuyệt vời. Mặt trời.
Okay. I mean poo family. Còn win tiếng Việt là gì? Win. This is you. I'm gonna give it to you. It's gonna be your belly button. This is me. Okay, nó mẹ hả? Nó mẹ đây hả? Daddy. Okay. Mẹ với em nè. Your name is Poo. À, mình là gia đình Poo đó. Thôi, bye bye ông bà cô chú ra đây đi. Mẹ chú sao mẹ? Ngày mai. Chú xong, con làm ba cái nữa. Thôi vậy được rồi đó. Không bây phải. Giờ con cứ ngồi con làm đi chứ mắt mới phải quay nữa. Mẹ phải nói chuyện với con. Thì đó bây giờ mẹ vẫn nói tắt máy mẹ vẫn nói chuyện được với con mà. Dạ mẹ bẻ làm bẻ cái này được không? Ông. Where's your knife? Ra đi coi như. Khó quá. Rồi cảm ơn ông bà cô chú rất là nhiều đã theo dõi video clip ngày hôm nay. Cô clip hả mẹ? Cô clip là cái gì? Mai bây giờ ngủ sớm để mai đi quay tiếp ngày mai về ông bà cô chú ơi. Hư cho con rồi mẹ. Hả? Mẹ bóp làm hư rồi. Hẹn gặp lại ông bà cô chú vào ngày mai nha. Bye bye Sikana. Bye bye ông bà cô chú. Mẹ bye bye Sikana là mẹ nè. Và ba nè coi em bé nè. Sikana là mẹ với ba. Bye bye ông bà cô chú đi. Bà cô chú. Bye bye ông bà cô chú. Mẹ Sikana là mẹ đó mẹ. Rồi ba tên Hukana. Rồi em bé tên Sikana. Con tên gì? Con tên Hukana.